người ta chỉ thấy một châu bùi fashionable, một châu bùi it girl nổi tiếng, một châu bùi tham vọng với thật nhiều dự án. Nhưng có một châu bùi mọi người chưa từng biết. Một châu bùi đã từng lạc lối trong những chuẩn mực của xã hội. Con gái phải dịu dàng, phải mặc đồ nữ tính. Một châu bùi đã từng bế tắc trong ước mơ của chính mình. Vóc dáng nhỏ bé, không cao như model, không thể trở thành fashionista. Nhưng chiều lòng tất cả mọi người là điều không thể. Hãy lắng nghe trái tim mình, tìm kiếm phiên bản riêng của chính mình. Và đây chính là phiên bản riêng của châu bùi. Cá tính, quyến rũ, dẫn đầu xu hướng theo cách riêng của mình. Mỗi người là một phiên bản riêng. Nếu bạn lạc lối, hãy lắng nghe trái tim mình. Be all you can be. Nếu bạn đã tìm được phiên bản riêng của chính mình, hãy cùng châu tham gia cuộc thi phiên bản riêng với sắc trắng cùng Nivea Black and White. Truy cập website để biết thêm chi tiết.